cho các bạn. Chúng ta cùng nhau nghe và suy ngẫm về triết lý một nửa. Trong cuộc sống này, chuyện không như ý luôn nhiều hơn những việc có thể khiến bản thân hài lòng. Nắm được triết lý một nửa dưới đây sẽ mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta. Con người chúng ta ai cũng muốn vạn sự như ý, mọi điều thuận lợi. Nhưng con người sống cả cuộc đời, ví cuộc đời mình là 10 phần, thì việc không như ý đến 7, 8 phần. Vậy thì làm sao có thể vạn sự như ý đây? Một ngôi chùa ở Hàng Châu, Trung Quốc có một câu đối thoại được viết như sau. Cuộc đời đâu nhiều điều được như ý, mọi việc chỉ mong được một nửa là đủ hài lòng. Đúng vậy, với mọi sự việc trên đời này, chỉ mong được vừa lòng một nửa là đã đủ thỏa mãn, đủ vui vẻ. Chỉ cần cố gắng thêm một chút, bạn sẽ nhận ra mọi sự vật, sự việc trong cuộc sống đều có hai nửa hợp lại với nhau thành một. 1. Tiền bạc, một nửa là thiên thần, một nửa là ác quỷ. Khi tiền bạc cứu vãn sinh mệnh con người, nó là thiên thần. Khi tước đi tính mạng con người, nó là ác quỷ. Khi thỏa mãn nhu cầu bình thường, nó là thiên thần. Khi bành trướng tham vọng cá nhân, nó là ác quỷ. Quân tử yêu tiền tài, điều này cũng có lý của nó. Bản thân tiền bạc không có tội ác, lòng tham của con người đối với tiền bạc mới là nguồn gốc của mọi tội ác. 2. Gia đình, một nửa là cho đi, một nửa là nhận về. Một gia đình hạnh phúc cần có sự hy sinh, cố gắng của từng thành viên, từ bố mẹ cho đến con cái. Sự quan tâm của cha mẹ đến con cái, chăm nom dạy dỗ, dìu dắt con nên người và sự hiếu thảo của con cái dành cho những người đã sinh thành dưỡng dục, ân cần chăm sóc hỏi han, đó là hai nền tảng quan trọng tạo nên một gia đình hạnh phúc, viên mãn. Mỗi thành viên trong gia đình đều cần phải biết cho đi và đều được nhận lại. Có như thế, các mối quan hệ mới trở nên hài hòa, thân thiết. Tình thân là vô giá và người làm cha mẹ có thể hy sinh cho con cái một cách vô tư. Nhưng người làm con đừng chỉ biết nhận, đừng chỉ biết đòi hỏi. Nếu không sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng cho đi mà chỉ biết ích kỷ nhận về, chắc chắn sẽ có lúc bạn sẽ chẳng thể nhận lại được những điều mình muốn. Gia đình là bến đỗ bình yên của mỗi thành viên. Những khi bị xã hội chèn ép tới mức không thể thở nổi, một nụ cười của người thân trong gia đình sẽ giúp bạn nạp đầy năng lượng để tiếp tục tiến bước. Vì thế, hãy sẵn sàng sống hết mình vì những người thân yêu các bạn nhé. 3. Con trẻ, một nửa là thiên phú, một nửa là đào tạo. Mỗi một đứa trẻ đều là hạt giống, chẳng qua thời kỳ ra hoa của chúng không giống nhau. Có những loại hoa nhanh chóng lớn lên sau khi đội đất nảy mầm, có những loại hoa lại cần thời gian chờ đợi dài đằng đẵng. Hãy kiên nhẫn thêm với con trẻ, đừng thấy những hạt giống khác ra hoa, kết quả đã kết luận con mình không phải là hạt giống tốt. Hãy tin vào con mình, lặng lẽ chờ nó nở hoa. Cũng có thể hạt giống của bạn không bao giờ nở hoa, bởi vì ngay từ đầu, ông trời đã giao cho nó trách nhiệm trở thành một cây cao ngút trời. 4. Tình bạn, một nửa là lo lắng, một nửa là quên lãng. Bạn bè thực sự chưa chắc đã thường xuyên liên lạc, nhưng chắc chắn sẽ không quên mất đối phương. Thỉnh thoảng nhớ tới đối phương, trong lòng vẫn sẽ gợn lên đôi chút bận tâm lo lắng. Cho dù thời gian vụt trôi, nhưng tình bạn đó sẽ không bao giờ thay đổi. Những người được gọi là bạn bè chẳng qua chỉ là khách qua đường trong cuộc đời mà thôi. 5. Công việc, một nửa là may mắn, một nửa là cố gắng. Phần lớn thời gian của mỗi người đều tiêu tốn vào công việc. Công việc không chỉ là bát cơm nuôi sống cả gia đình, đồng thời cũng là bậc thang để tôi luyện ý chí, bước tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Những người chỉ làm việc vì đồng lương, công việc của họ sẽ mãi kẹt trong sự tầm thường. Trong công việc, càng làm sẽ càng biết làm việc càng có cơ hội tốt. 6. Hạnh phúc, một nửa là giành lấy, một nửa là tùy duyên. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc có vẻ hão huyền, viển vông, nhưng thực tế
lại ở ngay trong tầm tay. Khi bạn cảm thấy khát, có ngụm nước để uống, vậy đã là hạnh phúc, không cần phải hâm mộ đồ uống chức năng của người khác. Khi bạn cảm thấy đói, có miếng cơm ăn, vậy đã là hạnh phúc, không cần phải thèm thuồng món ăn sơn hào hải vị của người khác. Hãy mang theo nụ cười trên môi, cố gắng chăm chỉ làm việc để đạt được những gì mình cần, mình muốn. Còn kết quả ra sao, phụ thuộc ý trời, vạn sự tùy duyên, không áp đặt quá nhiều áp lực cho bản thân, vậy sẽ là hạnh phúc. Còn nếu như cơm ở ngay trên bàn mà bạn cũng không vươn tay ra lấy, phải đợi người khác bón tới tận miệng, bạn không xứng đáng để nhận được hạnh phúc và cũng sẽ chẳng có thứ gì trên đời có thể làm bạn hạnh phúc được. 7. Ước mơ, một nửa là can đảm, một nửa là ảo giác. Có một triết gia nọ nói rằng, việc vui nhất trên thế giới này chính là phấn đấu vì ước mơ. Con người sống trên đời, mỗi bước đi đều gian nan. Có không biết bao nhiêu người không chịu được sự tôi luyện của trần gian, cứ sống vậy rồi quên mất ước nguyện ban đầu. Mỗi người đều nên gieo một hạt giống của ước mơ. Ước mơ luôn nằm ở phương xa, hoặc ẩn, hoặc hiện, cũng có thể cả đời đều khó thực hiện. Giống như con chim ưng trên bầu trời, bởi khát vọng bầu trời xanh nên mới sải cánh vút bay. Vậy mà cố gắng cả đời, chim ưng cũng không thể bay tới bầu trời xanh ấy. Nhưng ý nghĩa thật sự của ước mơ nằm ở việc can đảm đi bước đi đầu tiên, vì ước mơ mà sẵn sàng hành động, chứ không phải chỉ mơ mộng, nằm mơ giữa ban ngày, uổng phí thời gian. 8. Cuộc sống, một nửa là khói bếp âu lo, một nửa là niềm vui thanh đạm. Cuộc sống luôn không thể xa rời những cơm, áo, gạo, tiền. Hãy học được cách tìm ra thú vui trong mọi thứ mà bạn hướng ánh mắt đến. Chậu cây trên ban công, hoa thơm trong chậu cây, một cuốn sách bên gối, phương xa trong cuốn sách, bức tranh treo trên tường, câu chuyện trong bức tranh, một cỏ, một cây, một sách, một tranh, một cơm, một trà, một áo. Ánh mắt bạn dừng ở đâu, con tim bạn dừng ở đâu, nơi ấy đều tràn ngập niềm vui. Nhiều khi chúng ta chỉ thiếu đi một hạt giống để nhận ra ý thơ mà thôi. 9. Cuộc đời, một nửa là mơ hồ, một nửa là rõ ràng. Trong sự rèn luyện ở chốn trần gian, chúng ta luôn rõ ràng được vài đạo lý trong những thứ mơ hồ. Sau khi rõ ràng, lại mơ hồ nhìn nhận một vài vấn đề. Mơ hồ trong sự rõ ràng trong sự mơ hồ, đó là một thái độ sống khôn ngoan. Hiểu rõ đạo lý đó, học được cách thả lỏng, rồi cuộc đời đâu đâu cũng là cảnh đẹp. Trí tuệ trong triết lý một nửa. Thế gian luôn chia theo nửa này nửa nọ. Một nửa là trời, một nửa là đất, một nửa là nam, một nửa là nữ, một nửa là thiện, một nửa là ác. Đời người luôn có nửa này, nửa kia, một nửa giành lấy, một nửa tùy duyên, một nửa hồ đồ, một nửa sáng suốt, nửa nhân, nửa quả, nửa được, nửa mất. Chuyện tương lai đa phần chia đôi, một nửa trả trời đất, một nửa nhường nhân gian. Quá nhiều thứ 50-50. Đời người trải qua một nửa quãng đường, một nửa còn lại bàng hoàng nhận ra cuộc đời đã quá nửa. Làm người, làm việc, đừng mong cầu hoàn hảo mọi mặt, chu toàn mọi việc. Chỉ cần làm được một nửa thôi, vậy mới dễ dàng hài lòng thỏa mãn những gì mình đang có. Cuộc sống cũng từ đó trở nên viên mãn, hạnh phúc hơn.